Thưa quý vị, thưa các bạn, với những tiềm năng sẵn có, những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển ngành thủy sản từ nuôi trồng, đánh bắt đến dịch vụ hậu cần nghề cá. Theo quy hoạch đến năm 2020, chế biến thủy sản Thanh Hóa sẽ trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn. Với bờ biển dài trên 100 km, 5 cửa sông lớn đổ ra biển là điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Để chủ động nguồn giống cho nuôi trồng thủy sản, hiện đại hóa khâu sản xuất giống, tỉnh đã đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản tại xã Hoàng Thanh, Hoàng Hóa với quy mô 8 ha. Trung bình mỗi năm, trung tâm này cung ứng cho thị trường 50 triệu giống tôm sú, 100 triệu giống tôm thẻ chân trắng, 1 triệu giống cua xanh, 300 triệu giống ngao Bến Tre. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 44 trại giống nước ngọt, hàng năm sản xuất 900 triệu cá bột các loại phục vụ nuôi trồng thủy sản. Sau 5 năm thực hiện cái đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp thì đối với cái mảng sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản mặn lợ thì có những cái bước phát triển rất là vượt bậc. Ví dụ như hiện nay thì trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản thì là một trong những cái tổ chức phải tham gia mạnh vào cái tái cơ cấu, thì chúng tôi đã sản xuất được những cái đối tượng giống mà lâu nay chúng ta chưa sản xuất, ví dụ như giống tôm thẻ chân trắng, giống ngao Bến Tre, giống hồ Thái Bình Dương. Thì những cái đối tượng đấy chúng tôi đã góp phần là vào cái việc là đa dạng cái đối tượng nuôi và chủ động cái nguồn giống nuôi và đảm bảo cái chất lượng để phát triển cái chương trình tái cơ cấu và góp phần vào cái phát triển cái nghề nuôi thủy sản ven biển. Theo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy hải sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa sẽ phát triển toàn diện cả 3 loại hình, nước mặn, nước lợ và nước ngọt, theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và bảo vệ môi trường sinh thái, tập trung đầu tư phát triển 3 loại thủy sản chủ lực có lợi thế là tôm chân trắng, ngao Bến Tre và cá rô phi xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 24.000 ha, trong đó nước ngọt là 16.300 ha, mặn lợ 7.700 ha với tổng sản lượng đạt 65.000 tấn. Bên cạnh đó, triển khai nghị định 67 của Chính phủ về phát triển thủy sản, Thanh Hóa đã hỗ trợ ngư dân vay tiền đóng mới nhiều tàu thuyền công suất lớn. Các chính sách về hỗ trợ dịch vụ phát triển nghề cá cũng được tỉnh quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư như đóng tàu, sửa chữa ngư cụ. Nằm trong chương trình khuyến công quốc gia về khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn, Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa đã triển khai các chương trình hỗ trợ máy móc, xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật để các doanh nghiệp cùng ngư dân làm tốt công tác khai thác và đánh bắt thủy hải sản. Về vấn đề mà khai thác thủy sản á, thì nói chung là đến bây giờ thì 2-3 năm nay thì nhà nước cũng quan tâm về vấn đề là coi như khai thác thủy sản. Nói chung càng lên tàu to máy lớn ấy, thì nói chung về cái nhu cầu mà sửa chữa thì nó càng đặc thù hơn. Nói chung là các phương tiện nó hiện đại hơn. Vừa rồi chúng tôi cũng có thêm một cái chương trình để đầu tư vào thợ đấy, để cho có công việc làm liên tục. Thì vừa rồi đó thì có lên cái kế hoạch để sửa chữa thêm cả máy phát điện nữa. Sở Công Thương ủng hộ cho 150 triệu. Đấy. Để có những cái nhu cầu là đến lúc mà họ về có những cái máy móc phương tiện như nó hỏng mà cần thiết đến thì chúng tôi có máy móc phục vụ được liền. Hiện nay, Thanh Hóa đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2025 với mục tiêu chính là tăng năng suất chất lượng và giá trị sản phẩm thông qua áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, thực hiện đầy đủ các giải pháp về quản lý vùng nuôi, tổ chức sản xuất theo vùng, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong thời gian tới, thì Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Công Thương triển khai các cái đề án và các cái sản phẩm có cái nguồn nguyên liệu thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là theo cái định hướng của Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, thì trong 2019-2020 thì trung tâm sẽ xây dựng một số cái đề án điểm mang tính chất giai đoạn để hỗ trợ có cái tính hệ thống và có cái chuỗi giá trị liên kết. Trong đó thì tập trung một số cái lĩnh vực như chế biến thủy hải sản, quảng bá những cái sản phẩm thế mạnh của địa phương đến các tỉnh trong nước cũng như là hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài. Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết, theo quy hoạch, đến năm 2020, chế biến thủy sản Thanh Hóa sẽ trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, sản lượng thủy hải sản chế biến xuất khẩu toàn tỉnh đạt khoảng gần 46.000 tấn, tiêu thụ nội địa đạt trên 60.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 110 triệu USD.